Hello, what's good? Chào mừng các bạn đến với channel của Chucky Nguyễn. Thì thực ra các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Và dành cho những ai chưa biết thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Và không mất tiền các bạn nữa, tới với phần intro thế nào. Let's go. Ok, thì như tựa đề của video thì hôm nay mình sẽ react cho cái bài hát Ngẫu nhiên của Blackca và Lil Wayne. Thì bài hát này cũng vừa mới ra ở đây thôi, và cái thời điểm mình làm reaction cho cái bài hát này là ngày 20 tháng 1, là bài hát này cũng ra mắt cũng được 4 ngày rồi. Và rất là cảm ơn team của Blackca đã reply cái email của mình và đã đồng ý cho mình gọi là làm một cái video reaction cho cái MV này, và rất là cảm ơn team của Blackca. Và ok, thì chắc là mình sẽ bắt đầu luôn cái phần reaction. Để mình uống một ngụm nước ở đây đã. Ok, thì dành cho những ai chưa có biết thông tin về Rabbit, thì hiện tại thì Blackca và Lil Wayne là hai thí sinh đang có mặt trong vòng chung kết của Rabbit sắp tới rồi. Và mình là một fan khá là lớn của riêng Lil Wayne. Mình nghe Lil Wayne cũng khá là lâu rồi, từ cái thời 95G, từ thời Nam Kỳ Flow, trên người ta có một trên người ta có một lá. Ok, thì trước đó thì mình cũng đã thấy có một bài Lil Wayne hát với Blackca rồi, và bây giờ lại thêm một cái bài Blackca và Lil Wayne nữa. Ok, thì let's go. Và trước khi mình làm cái phần react thì mình cũng muốn nói một xíu là mọi ý kiến mình nói ra chỉ là mang tính cá nhân thôi, và nó có thể khác với các bạn hoặc là nó cũng có thể giống với các bạn. Thì và mình cũng không có phải là một người mà gọi là hiểu biết nhiều về gọi là nhạc lý hay là kiểu nhiều kiến thức về cái này cái kia đâu. Mình chỉ là một người nghe nhạc nhiều và nghe nhạc rap và hip hop gọi là cũng khá khá là đủ lâu thôi, chứ mình cũng không không có, ví dụ như mấy bạn hỏi mình biết cái này biết cái kia thì maybe mình biết maybe mình không. Thì ok, thì bắt đầu thôi, let's go. Ôi bình băng kỳ kìa. Yeah, tao biết thì có thằng thích, có thằng ghét, có đứa kê mình. Là người soi xét, tao vẫn nét chỉ đang quay hình. All for the best, tao phán xét chỉ để test bộ hơi. Từng lên TV để mà test độ sáng, từng ở dưới đây chỉ để test độ rơi. Tất cả mọi thứ chỉ là bài thử, muốn sống một đời chỉ là tài tử. Tụi nó trả view bằng gạt, tao thì sai chữ. Thở ra câu chuyện với một chất giọng khàn, bởi vì tiếng nói của tự do là không có vách ngăn. Sự thắng của mày chỉ bộ phanh của nét, vì nếu đi đường dài thì không có chắc ăn giữa thật và... Các bạn nghe cái phần mà cái vocal ở cái đằng background không? Mình rất là thích những cái bài mà có những cái như vậy. Nghe lại thôi, đỉnh quá đỉnh quá đỉnh quá. Từng thử cái gì, từng thử từng ở dưới đấy để chỉ test độ rơi. Let's go, bắt đầu lại thế nào. Tao biết thì có thằng thích, có thằng ghét, có đứa kê mình. Là người soi xét, tao vẫn nét chỉ đang quay hình. All for the best, tao phán xét chỉ để test bộ hơi. Từng lên TV để mà test độ sáng, từng ở dưới đây chỉ để test độ rơi. Tất cả mọi thứ chỉ là bài thử, muốn sống một đời chỉ là tài tử. Tụi nó trả view bằng gạt, tao sẽ sai chữ. Thở ra câu chuyện với một chất giọng khàn, bởi vì tiếng nói của tự do là không có vách ngăn. Sự thắng của mày chỉ bộ phanh của nét, vì nếu đi đường dài thì không có chắc ăn. Giữa thật và ảo có một mảng bóng, có phong lều bạc để lừa gạt mày. Giữa đúng và sai có một khoảng trống, vừa khích cho tao vào bài nhạc này. Không nên coi thường ai khi mày chưa thể thấu hết những gì mà nó đã trải qua. Cuộc đời bao nhiêu vô thường, đây đây là ngoài tai là một này mà phải cuối cùng buông xuôi và sẽ kiên cường. Thế tụi tao khó không phải ngẫu nhiên, sao mình giàu khó không phải ngẫu nhiên, nhưng tại sao nó không phải ngẫu nhiên. Play for kid không phải ngẫu nhiên, thế tụi tao khó không phải ngẫu nhiên, sao mình giàu khó không phải ngẫu nhiên, nhưng tại sao nó không phải ngẫu nhiên. Play for kid không phải ngẫu nhiên. Blackca đây, làm theo cách tao là Blackca way. Thằng nào hiểu thì nói Blackca hay. Sống như anh đại nên là Blackca thay. Blackca, Blackca ay. Mấy con heo đều bị Blackca way. Như cánh nóng khi mà Blackca way. Một ngày nhìn giữa bước qua Blackca thay. Chưa từng thay đổi tâm tính, thêm bất công không cầm nín. Những thằng tự ái thường là tài ứ mà, những thằng yếu đuối thường là xăm kín. Những thằng biết rõ thường là giả điên, im lặng là vàng có thể trả điên. Cái chết giống như một bí mật, khi bắt đầu và kết thúc mỗi thằng sẽ có mã riêng. Ta vẫn đứng thẳng khi đời ngã nghiêng, nhìn vào cuộc đời chỉ là đà phim. Không cần các em gặp phải thả tim,
cơ khi mệt cho anh sạc pin. Chưa thằng lạc sống thì được kỹ bản thân quá mà thái độ bốc phét tao trả tin. Tao là hạt giống mà cuộc đời này phân hóa, một ngàn thành quả là quả nhiên. Không nên quá thường anh khi mày chưa thể thấu hết những gì mà nó đã trải qua. Cuộc đời bao nhiêu vô thường lớn từ đẹp lời ngoài tai làm lòng đêm mà phai quyết không buông xuôi qua sẽ kiên cường. Tụi tao có không phải ngẫu nhiên, sự mình giàu khó không phải ngẫu nhiên, nhìn thấy trao nó không phải ngẫu nhiên, play for keep không phải ngẫu nhiên. Tụi tao có không phải ngẫu nhiên, sự mình giàu khó không phải ngẫu nhiên, nhìn thấy trao nó không phải ngẫu nhiên, play for keep không phải ngẫu nhiên. Ta là do đôi tay này, như cái máy cày, no matter what they say, get better day by day. Vì mày, chẳng thể nào đánh lên ra sao. Cái khúc này không có có lyric mà ghi là Lil Wayne hát nè mấy bạn à. cũng được đó, ok. Let's go. Ok, không phải cậu gì. Đó là sao đôi tay này. Như cái máy cày. No matter what they say, just get better day by day. Vì mày, chẳng thể nào đánh anh ra sao. Công đâu khi không ai đem cho. Đây là muốn thành công thật cơ vừa đến nên bắt lấy nó ngay. Không nên coi thường ai. Khi mày chưa thể thấu hết những gì mà nó đã trải qua. Cuộc đời bao nhiêu vô thường nên từ đẹp lờ ngoài tai. Làm lọt đèn mà phai quyết không buông xuôi và sẽ kiên cường. Trước hết thì dành cho những người mà đã biết Lil Wayne chỉ thông qua rap Việt thôi thì thật sự mình nghe nhạc của Lil Wayne lâu rồi và mình biết là Lil Wayne có cái gọi là khá là đa năng, có thể chơi rap kiểu bình thường và kiểu chơi melodic và cả hát nữa. Thì chương trình rap Việt thì thật sự thì những ai mà biết Lil Wayne chỉ thông qua rap Việt, chương trình rap Việt thôi thì thật sự thì cũng chưa gọi là rõ được cái khả năng của Lil Wayne như thế nào thật sự luôn. Thông qua bài này thì các bạn cũng đã thấy là Lil Wayne có thể hát đồ các thứ luôn. Và trong bài này thì Lil Wayne cũng đâu có rap nhiều đâu, chủ yếu là hát thôi. Và thật sự là mình một fan cực kỳ lớn của Lil Wayne thôi. Còn về Becca thì chắc là không cần phải bàn rồi. Becca thì mình rất là thích cái giọng khàn của Becca. Cái giọng, cái vocal thì mình thích cái rap game của mình thì mình có thích cái giọng của Blacka nè, giọng của Billy nè và giọng của Quavy. Ba cái chất giọng nó rất là khàn, rất là trầm luôn và mình rất là thích như vậy. Cái bài này thì mình thấy là mình không biết tại sao lại nó lại ít view như vậy. Thì tới thời điểm hiện tại là ngày 20 tháng 1 là cái bài này chỉ mới có 210 mấy ngàn lượt view thôi và mình nghĩ là khá là bị underrated. Mình nghe bài này cũng khá là ổn mà nó cũng không phải là thuộc cái loại mà type beat mà khó nghe, mà nó kiểu rất là chill và nó rất là dễ nghe, có thể là bạn đi tập gym hay là gì đó thì bạn vẫn nghe được. Mình thấy là khá là ổn nhưng mà không biết là tại sao mà nó lại ít view như vậy, mà mình rất là mong là sẽ cái bài hát này sẽ được nhiều view hơn. Tại vì những nghệ sĩ làm bài hát này xứng đáng được cái sự công nhận. Và rất là vui khi mà Blacka cũng như là Lil Wayne, đặc biệt là Lil Wayne đã gọi là được ra mainstream mà nhiều người biết tới. Thật sự là cái lúc mà mình biết tới 95G thì mình nghe những cái bài nhạc, những sản phẩm của 95G thì mình nghĩ trong đầu là ủa tại sao những cái sản phẩm như vậy mà không có ai biết tới, mà cái lượt view rất là thấp. Thì bây giờ thì quả là một cái thành công rồi và mình rất là biết ơn cho điều đó. Thật sự ra thì ngoài cái việc biết ơn ra thì mình cũng không có nhận được cái gì ngoài cái việc mà những cái sản phẩm của anh em rap game rồi anh em trong underground được nhiều người biết tới thì mình cũng không được hưởng lợi gì hết. Nhưng mà mình rất là gọi là vui mừng cho họ vì những cái người này là mình đã nghe nhạc từ rất lâu rồi và rất là biết ơn. Và nếu các bạn nào mà chưa có xem qua hoặc là chưa xem qua bài hát này thì các bạn có thể
click vào cái đường link bên dưới thì mình có để cái đường link của sản phẩm gốc của cái MV này, thì các bạn có thể click vào để ủng hộ những cái nghệ sĩ như thế này. Và kèm theo đó thì ở dưới phần link sản phẩm gốc thì mình có để link Facebook, link Instagram và link TikTok của mình. Thì TikTok của mình thì mình cũng chưa biết làm gì với nó đâu, mình vừa mới tạo thôi. Và nếu các bạn có thương mình thì cho mình một like và một follow trên Instagram và Facebook nhé. Ok, thì mình rất là muốn đem cái năng lượng tích cực của mình lan truyền qua cho các bạn, và mong là các bạn cũng lan truyền sang cho những cái người xung quanh. Và nhưng một khi mình chúc các bạn có một cái ngày thật là vui vẻ, và năm mới sắp tới rồi. Ok, cố gắng thôi nào. Nhưng một khi peace and I'm out. Bow.